ong này. Đây, cái tổ ong này to đấy. To rồi tí nữa không biết nó có chích. Chích là có gì rất luôn đấy. Chích là mình rất luôn em ạ. Chắc là cái bó nhang dần cho mình luôn. Ok, hello, sau đây quay lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm về clip là đi bắt ong á. Đấy, thì trong quá trình quay video bắt ong có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua nhá. Và anh em xem video của mình thấy hay thì nhớ cho mình một like, một share, một sub cũng là cái động lực để mình có thể làm nhiều video hay cho anh em xem. Ok anh em, bây giờ mình sẽ vào công việc. Theo kinh nghiệm 10 năm của mình thì ong nó thường thường nó nằm ở gần nước nha anh em. 10 năm đi bắt ong của mình á. Thì ong nó hay ở gần nước để nó dễ mi 10 năm luôn à? Hả? 10 năm luôn à? 10 năm kinh nghiệm bắt được ong rồi mà. Đi qua đây này, đi qua đây đi. Đi săn. Bữa nay mùa mưa em ơi, phải mùa hè. Bờ mương bờ suối á. Còn mấy cái cây cái tiêu á, nhiều cái nhiều ong lắm. Thế rồi. Không coi. Chưa phát hiện được cái gì cả. Nắng lắm anh em ơi. Mình quay mặt trời cho anh em nhắm mắt lại nha. Ui chà, chói quá. Giờ nói chung 12 giờ rồi anh em. Ở đây, đây có tổ ong rồi. Đây có tổ này. Ok anh em. Thì bây giờ mình đã phát hiện được một tổ ong rồi. Đây, nó nằm khá là cao. Bây giờ phải dùng kiểu gì để bắt được ta? Mình quay cho anh em xem nha. Đây anh em ơi. Không biết có trứng, không biết có trứng chưa biết. Đó là tổ ong chứ phải tổ bà nha anh em. Thì bây giờ mình phải nghiên cứu một cái gì cao cao để mình bắt chứ nó nằm khá là cao anh em ạ. Ủa giờ thấy cái gì cao cao đó, vô nhà có cái thang không? Vô nhà cái ông hàng xóm bên kia có cái thang không? Có cái thang không? Vô mấy cái thang. Ok đây, thì tổ ong cao quá mình phải đi mượn cái thang với cái kéo á để mình bắt lên bắt cho được chứ cao quá mà. Thực cho anh của mình bắt cái tổ ong. Đủ. Diễn viên đã dần rút. Em bắt luôn đi em. Em leo lên em xử lý luôn được không? Em thì bắt không đấy. Có kinh nghiệm bắt ong. Bắt đi, bắt đi. Ôi, ba cái rơm để mình nè. Ok đây, thì đây là nhang. Quẹt, mình chuẩn bị thiêu hủy cái tổ ong kia. Dùng cái này người ta làm để cho những người chết anh em ạ. Cái nhang á. Mình phải cúng lại á. Đây, quẹt đây đại ca. Trời nắng chang chang, người trôi người. Đại ca sợ nóng rồi đại ca. Cá đứt cá. Nóng gì em. Ngày xưa người ta nó nhốt nó vô cái lò bắt quái nung. Để che nắng cho. Ngày gian thua mà. Anh tàu lao em đứng hướng ngược mặt trời mà em kêu em che nắng. Thế. Tàu lao. Đây, để em người nhỏ bé quá. Che gió. Che gió thôi mà. Công nhận đốt nhang khó nhỉ. Đúng đại ca đúng siêu á. Đại ca đốt bằng quẹt bằng siêu đấy. Em đốt được. Em đốt bằng gì em? Bằng nước hả? Em chưa cháy kìa. Chưa cháy kìa đại ca. Đại ca chưa? Đốt kiểu gì vậy đại ca? Ok này, thì bấy nhiêu nhang đây là được rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên và bắt tổ ong nó xuống. Review cho anh em xem nhé. Rồi ok này, leo lên đi. Ghê ghê á, mình nói đùa chứ. Phải mình 10 năm bắt ong đâu anh em ạ. Nói phết vui. Đây là đầu tiên anh em ơi. Đây là lần đầu tiên đi bắt ong ấy. Sợ. Coi nhiều clip người ta làm ong học theo. Khổ dữ. Thế nhưng mình để thang hơi lệch chứ sao đấy. Mấy xong một cái gì khó khăn để cho mình ui ui. Đứng lên luôn. Đứng lên trên cao lên này. Em nói giỏi em leo lên đứng đây em. Ui mệt nhiều lắm anh em ơi. Ui ta. Từ bác. Quay sát. Đây anh em ơi, đây anh em ơi. Ui. Vừa ông mặt trời luôn. Mệt nhiều quá. Sao mày ơi. Ui. Ui.
mắc. Mà bay ra ghê á. Nó bay tao đứng yên một chỗ luôn á. Đứng yên thì chết. Nó thấy khói nó rụt lên. Ô có mặt anh em ơi. Nhiều. Thuộc thuộc cây lại đưa mình quay cho anh em ơi. Thuộc cái cây lại anh em ơi. Đen. Vừa hơ vừa ấy chứ. Đấy nhanh em. Đấy, ổ ong nãy giờ anh em mà dơ khói vào đây là nó sẽ tép vào một góc. Nó phải bay đi hết. Nó sợ khói mà. Nói chung nó bị say khói đấy. Bay đâu rồi ta? Ồ, có mật luôn em ạ. Wow, ổ ong tuyệt vời, ong mặt trời luôn. Giờ mà hơi nhưng mà giờ luôn. Mình biết làm sao để mình cắt luôn á. Một tay thì cầm nhang, một tay cầm máy quay, nó lấy cái gì cắt đây ta? Anh em chịu khó xem nhá. Ủa trên kia có ổ ấy luôn kìa. Cắt vào không? Ừ, chắc. Đi nào một quay. Nói chung đây là lần đầu tiên mình bắt ong. Ui dồi, hết hồn vậy ạ. Rồi bắt cắt được rồi đấy, cắt đi là đưa xuống được. Thôi nó rốt mẹ xuống bước mặt đấy. Thôi đưa mấy con đi. Từ từ, cẩn cho anh em xem, chủ yếu anh em cho bay ra gì. Cắt được thì rớt mặt xuống. Bây giờ nè, rồi, ok. Thôi bây giờ tạm thời mình đưa máy quay xuống nhé. Đừng có giật cái thang rất chết. Từ. Thấy mẹ đi rồi. Thấy chưa? Rồi thành công. Quên là cái gì cầm bị đựng này. Wow, bắt được ong này. Được ong nhanh em, ok đây. Wow, tuyệt vời. Ong này. Ui cha mẹ ơi. Mật rồi. Không à. Cái ong này gọi được ong Tây Nguyên đấy. Đấy, bây giờ mình cất xử lý nó nha. Cho ra hết đi. Cầm cái que vẫy, cầm cái que vẫy. Đấy, tầm rồi. Nói chung là người bắt nó không bị cắn đâu, mấy thằng đứng xem hay bị cắn lắm. Ô. Ông nói chung là khá là nhiều mật đấy nha ạ. Nói chung tổ này cũng không to cho lắm. Mà thế này cũng là ok rồi. Nói chung là mình bắt ông không chuyên nghiệp nhé. Mình ăn mật ong thì chuyên nghiệp chứ còn bắt ong thì không chuyên nghiệp. Người ta họ lấy tay họ khở họ vẫy ra được luôn mà đừng có để dính mật vào cái nó chít đấy. Ghê quá hả. Mình không dám rung sợ nhiều ta. Nó dồn lại mà nãy đưa khói lên nó dồn lại một chỗ. Ừ, đưa khói nó dồn lại một đống mà. Rồi ok cho anh em ơi, sạch sẽ. Sạch như nhà mới lau. Ok, đây là cái sản phẩm mà mình đi săn được. Đấy, nhìn con nhộng này, nhìn mật khá là ngon đấy nha bạn. Nhộng con nữa. Mật này mật rừng. Lít này người ta bán lít đâu tầm 400-500 ngàn gì một lít á. Mật này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi kiếm ổ tiếp theo, ổ thứ hai. Em ok cắm, nhá em cắm nhé. Em cắm trước mặt thằng lớn cái. Thôi đùa, đừng chạy.
Gì ơi, tí này. Tí này. Cầm đây được không? Được, được. Cầm đâu chả được. Đâu, ổi đây. Có chốt quả đây. Một cây ổi khô cằn. Ok đây. Một... đây còn sót ổi nhé nghe. Một cây ổi còn đúng một quả. Ờ, hư mẹ rồi. Có thể. Ăn một quả trả ôi một cục vàng. Ngon lắm. Ngon hết. Ôi, những kia có tổ kia. Đâu? Cái kia. Đâu đâu? 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 Phải đâu mày? Phải đâu? Cái gì? Đúng rồi đấy. Đâu đâu? Chỗ nào đâu? Kiếm, kiếm. Đây, đây, đây nè. Phải. Tổ kiến. Phải không? Phải. Nhìn là biết mà. Ong nó thường thường nằm trên bà thôi em ạ, à. Nó không có đến mấy cái điều đâu. Không có đâu em ơi. Nhìn anh biết mà. Hồ xuống để chim á. Không. Nhớ nói được ngay. Có chim mà có trứng rong ta. Tụi chim gì á? Hả? Tụi chim gì á? Tụi chim gì đâu biết, chim tàu bào sao á. Ừ. Tí nó lên coi. Tí nó xem qua. Nhìn đã biết chả phải chả máu mà. Tụi rơ mãi là tụi gì em? Tụi màu đen. Màu đen hả? Ừ. Đây tụi quạ ta. Ở đâu quạ nằm trong cây mà. Mấy thanh niên không biết tôi nói. Bên đây nó còn có tô qua nữa. Có nhá. Trời. Mấy cây hay có lắm. Gần suối hay có. Ơ đi. Một tổ kia. Phải không? Đó phải không? Phải, phải, phải. Nhìn là thấy, nhìn là biết liền mà. Đó. Giống như ông rơm vậy. Ờ, ông á. À, đúng rồi anh em ạ. Ờ, đúng rồi. Ô, ông. Sao cao thế? Lạ ông đuôi. Ông. Để mình đi lấy cái thang ra. Ồ, cao ông lắm. Cao lắm em ơi. Từ đây đến đó chắc còn 5 mét á. Ô, mà ông, ở đây xếp. Ờ, bây giờ, ờ, có mật đấy anh em. Nói chung với con mắt nhà nghề thì mình nhìn thì có mật đấy. Không gần lại được không? Cho anh em coi. Đây nè, anh em thấy chưa? To đùng. Nên đợi mình lấy thang này nha. Ok này, thì tổ ong nằm khá là cao đấy anh em ạ. Thì bây giờ thang này sợ mình cũng tới được luôn đó. Lấy. Mình phải nghiên cứu như nào cho nó hợp lý đây. Chắc mình phải dùng tiêu khỉ đu cây thôi nha. Cao quá mà cành khá là to. Đây mình sẽ quay sát cho anh em xem. Ok đấy nha, em bắt này. Cao ghê á hả? Nằm trên cao, khá là cao. Nó khô lắm. Đưa để cho quay cho anh em xem. Đây cho anh em. Đây là tổ ong. Hung đi không cắm chết á. Cao quá anh em ạ, không biết làm sao để lấy đây. Đeo được không? Đeo cao rầm rạp này chứ. Mi leo đây đứng đây cầm quay để tao leo, tao dùng tiêu khỉ đu cây thôi. Okay. Là cái kẹo cắt cái cành nhỏ nhỏ đi để về lên dưới thang cắt nghe nghe lên má con heo leo lên mất được cái bát đây bắt nhảy lên cây để đứng lên cây đây có hai diễn viên cắt trên đời cuối cùng không biết sao để lấy bắt đây trợ lý của
nhéo cái mới qua đây em ơi. Từ xương bánh cháo nó nhừ. Thì phải nhảy sang cây nè em ạ. Trên trời cao có muôn vì sao, lung linh tỉnh lên giữa không gian bao ngày sao. Tôi đi leo lên cái đá. Từ từ nhé, bắt tay. À, bắt ong như mình. Từ nhá, phải để thử luôn đi. Đây này, để mình quay cho. Đây mình leo con cây rồi nhá. Đây, cần cẩn tổ ong rồi. Cây, cái tổ ong này to đấy. To rồi thì ý nó không biết nó có chít. Nó chít là có gì rớt luôn đấy. Chít là mình rớt luôn em ạ. Chắc là cái bó nhang dầm cho mình luôn. Kém. Ôi, em thấy chưa? Đấy. Vất vả ai? Bây giờ mình cắt nha. Vất vả đấy. Em nhìn hậu trường này. Hai thằng giữ thang, một thằng cầm máy quay, còn mình leo gốc cây này. Trời ơi, buồn cười quá đi. Thôi được, được cái cưa. Cười cái dao. Cái kéo. Kéo đưa cái kéo rồi cưa đưa xong. Cắt mấy cái dây leo đó. Cưng. Sao không? Không sao. Đó là tại cưng nhé. Cầm một đường đỡ vùng vừa. Vùng qua máy quay rẻ tiền. Vùng qua anh em coi anh em chửi cho nữa. Anh em thông cảm nha, chắc quay hơi khó đấy. Ở đâu có tổ ong là có ổ sóc anh em ạ. Bên này này. Ừ, hay hề. Anh em này. Đây là ổ sóc này. Bắt luôn. À đúng rồi, người ta thường thường nói một câu là ốc với sóc. Yeah. Từ bắt đây. Ong với sóc là hai anh em nhưng chúng nó khác nhau. Đồ, còn lại dừng lâu cái kia mới quay đi. Bây giờ nó bụi nó rớt thôi. Mình cắt dây trước ra. Không cầm đi kéo cắt cần đi cho khỏe. Có đâu. Nguy hiểm quá này ạ. To hơn ổ này gấp mấy lần đấy anh em. Ổ này to đây nào. Không biết mật nhiều nhưng mình nhìn thấy to đấy. Có mật nhiều. Cái này chắc phải cỡ 3 can 30 lít. 10 lít 3 chai. Rồi, 33 9 chai. Wow, liệt luôn em ạ. Khó quá anh em thông cảm nha, hơi lâu nha. Mình làm hơi lâu, nó sinh lý mình cao quá. Kìa, má kìa, cái tàn nhang cục. Hai thằng sắt. Từ nhang lên động cái nó bay ấy kìa. Từ nhang lên không mà cái khói nó dừng lại chứ nó không khói dữ lắm. Nó sợ khói này mà. Giờ không biết mình cắt rồi cái tay nào để mình lấy đây này thôi.
mình chờ đợi trong vài phút nhé. Cho mình cái cửa này, mọi người á. Có liền. À, đi làm tổ ong mà thiếu dụng cụ nữa nè. Cứ nữa, cứ. Rồi, cắt đây. Đấy, mà không có tay, không có đồ phải dùng như này này, đấy. Đấy, đẳng cấp. Đẳng cấp phải trưởng á. Khổ khổ lắm em ơi, ngay kiếm còn triệu bạc à. Ngay kiếm triệu bạc. Ôi. Ngay kiếm có triệu bạc thôi nên ui đủ ma hư cái cần nổi uổng quá anh em ơi. Coi gước ngoặc kìa, ngoặc ui đi, bật gì nữa ơi đi, ông nó xuống trên đây ạ. Ồ, ưng con nhóng rồi. Ô ô đủ mật, nó chạy ghê lắm bác ơi, chạy xuống hết áo ấy rồi. Yên đi, đủ má, từ từ tao không quay được đấy, đủ má, đây sợ đây chít bị chít đấy bác ạ. Đủ nó chạy áo này, anh em thấy chạy mật nhiều rồi. Quá trời, chạy thật dòng luôn kìa, chật quá này mà khó cắt quá. Ôi chết mẹ con ông gì gì dưa ai ơi, dưa ai ơi, má bác căng thẳng đây từ từ má, mật chạy hết con người luôn rồi mà. Tôi ông chết đây là xong đấy. Chạy đi cái. Mật chạy à? Thả đi vào, thả kéo đi. Hả? Thả đi. Nó dám thả cái nhang luôn này, nó thịt mình luôn á. Má ông mật nó chạy, anh em nhìn thấy không? Không biết quay có thấy rõ không, nhưng mà mật chạy ghê gớm lắm anh em ạ. Má con ông, ê con ông này, thế dùng phùi danh lắm. Phùi danh lắm. Cắt động đến cái bể mất tổ ong á. Đủ mà nó chạy kìa, bao nhiêu lít luôn rồi. Khó quá nè. Cẩn thận xuống kìa. Bể. Từ từ, nóng rồi. Má còn cái cục mật đây, mà biết có nên ăn hay không nên. Cầm xuống luôn. Má nó. Đừng có chít vào mặt em. thằng đầu leo lên cầm tao với, thằng đéo cắn đâu, nó suy yếu rồi. Dữ. Cầm cho chắc nghe. Rồi thằng. Ok đây, thì đấy anh em thấy không? Bể mật này, nó chạy này. Từ từ cầm cẩn thận nha Dũng. Cầm cái nó chạy hết mật này anh em thấy không? Nhìn mật này. Cầm lên này. Cha mẹ ơi. Đây đấy. Anh em thấy không? Mật nó bể hết rồi này. Cái niêm còn nhiều lắm. Ổ này khá là, ổ này to hơn ổ vừa nãy nhiều đấy. Đây, phải thả đi. Đừng cắn nhá, nằm ngoài dây đạp phật. Mình bị bắt ong ở bên nằm hơi phiệt. Mật nó chạy tay này anh em thấy không? Mật nó chạy qua tay mình này. Áo, nói chung nó chạy hết áo mình luôn mà, nó chạy ướt hết người luôn á. Kiểu như bây giờ mình đang tắm mật vậy á. Anh em không cần cái này mình... Nó giữ cái thang cho tao xuống bơi. Rồi. Nó phóng chết thế này sao? Em sợ quá. Cầm đi không sao đâu em. Sợ khi đặt tin là nó hết đơ rồi ra cắn chết. Đây, bây giờ mình sẽ để một mắt đây này. Đây. Ok này. Đấy, bây giờ phải nhanh chóng đẩy ong ra chứ không là nó bay hết. Bay hết mật ra ngoài. Mật á. Hút hết mật nó đi luôn á. Khá là nguy hiểm nha, mình không dám đứng ít luôn.
Mình sợ ong lắm. Mình sợ ong chết lắm. Mình thì đéo sợ đâu. Mình ngồi ngoài mà. Thịt em ngon đâu mấy em ạ. Được cắn ra nhá, tao đang bị dị ứng á. Anh em chứ thực ra mình bị dị ứng ong nó chết là mình bị dị ứng mình chịu cũng được luôn. Ủa đang thằng ba đi làm tổ ong to hơn nha để tụi mình bắt. Cho khói nó quay qua người đây tí. Phải pha vào đây cho nó suy yếu. Đồ nó bay gần đây bác ơi. Nó sợ vãi. Lấy khói khói dưới gần gần người đây. Thằng nó bị dị ứng nè. Chít một phát thôi là như siêu xe da cấp 3 luôn nè. Đỏ lòm. Người bảy màu luôn. Ghê chứ. Con ong này mới nở rồi. Mà mấy con ong kia giờ nhìn cái bụng của nó thì em thấy bụng của con mấy con ong kia không? Bụng nào mà nó vàng khe là mật nó hút lại thấy không? Nó ăn hết mật lại. Ăn mật thì bỏ chạy cho con. Mấy con ong sắp nở rồi. Nói chung cũng tội nhưng mà cuộc sống thôi em ạ. Mình chỉ xin ít mật về mình ăn thôi, bán lấy tiền thôi, được khổ đâu mà. Rồi anh em ơi, ok này. Đã phủi xong, rồi đi, rồi đưa mượn cái nhang cái bác. Đi sợ lắm. Đi, đây. Cái mật kia bên tên lại chỉ để ngoài nắng kìa. Đây, nhít cái. Ok này, đấy, mình đã phủi xong hết mấy con ong, giờ bây giờ bỏ vô. Bỏ vào trong cái nồi đi. Đây nha. Ô kiến nó vào kìa. Phui. Có đi. Có kiến. Đây nha. Đấy, được hai tổ. Tổ này cái to này, hơn tổ hai này. Tổ này to hơn tổ này nhỏ. Để nó có bể không? Chắc không bể. Sao đâu. Đấy. Ok, đi tiếp okay. Nghe này. Bây giờ tiếp tục. Hành trình, cầm cho anh cái. Ok anh em, thì bây giờ đã hoàn thành hai ổ rồi. Tiếp tục tìm kiếm tiếp. Phải kiếm được tầm 1 lít rồi mình kết thúc video nhé. Xem mấy cái lùm cây ấy. Tìm trong mấy cái tiêu có thể không? Không có hiện được điều gì vậy? Nói chung ở đây mấy cái tiêu này, mấy cái tiêu nó hay có nắng lắm này mày. Trời khá nắng á. Mình đi đây giờ chắc 1-2 giờ á. Đi lại kiểu trước đây coi có không? Có mấy cái tiêu. Có tổ sóc à? Tổ gì đấy? Tổ à đấy phải. Cái u của nó. Đây tổ sóc nhiều nè. Bữa nào mình sẽ quay clip bắt làm tổ sóc cho em xem. Ủa, đang... như cây nào có tổ sóc luôn á. Trên này kia còn có kìa. Đây sóc nhiều, gần suối á. Đây, có ổ đây bác ơi. Có đủ nữa, nhân đấy. Ở đây. Ngày này ăn cái gì mà đỏ lòm vậy? Mấy em tiết cân à? Kinh nghiệm 10 năm đi bắt ong mà. Ồ, đây, ở cái ổ này gần luôn em ạ. Ổ này thấp, ổ này dễ làm, ok đây. Ồ. Xong quay đây chạy xa đấy nhá. Chào. Sợ.
Ồ, ổ này, ồ, có mật đấy em ạ. Mật nhiều không? Mật chưa đầy ống lắm. Ồ, ổ này được cái gần đây nè, dễ bắt. Nói chung là mình cái này thì bắt kiểu ong này phải cái nghề đào tạo cắt tóc này nè. Đó, mình phải tỉa cho nó gọn gàng, cho nó đẹp trai ra. Đẹp trai thì mới có người yêu. Đẹp trai thì mới có người yêu. Yêu nhau cho lắm rồi cắm nhau cho đau. Mấy con ong này hiền nhỉ, đớp tao một cái tao cho biết mùi vị lắm. Hiền nhỉ. Má con ruồi đậu cái tay á, mình cứ tưởng nó không đậu cái tay bật mình chứ. Má nó rung. Cái thằng gà này. Đồ ong nó làm dính xíu lên anh em ạ. Dính xíu thôi à? Ủa này là... Ủa này ít mật em ạ. Ủa này nó có động chạm gì nó hút hết mật đi rồi này. Hút mật đi à? Ừ. Má, tức không? Mình chậm thì mình ấy tí nó hút mật đi. Đây chắc do cái cây tiêu này nó gã sao này. Tiêu ngã sập hết mật này nghe thấy. Nên nằm cái chỗ vẫy. Ô sao ở đây trên này có ổ này sao nó đi rồi này. Chắc thằng ai bắt rồi sao ấy á. Ừ, trên cái cổ. Ờ có ổ đi rồi, hai ổ. Đây nha em, ở trên đây có một tổ này. Đấy, bây giờ ở đây một tổ này, như hai tổ mà nó đi mất một tổ còn một tổ. Đấy, tổ này. Mình sợ ông kíp lắm. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý cái ổ này, ổ này. Ổ này là ổ thứ 3 nha anh em. Làm cục ong nha anh em. Rất nguyên cục ong. Đừng cắn tôi. Ông này ít mật lắm nè. Ồ, anh có mật rồi anh em. Cái này giống như nó hút, nó đi đâu rồi đó. Cái này giống như nó chắc cái cây nó ngã xuống, chắc nó dời tổ. Nó đang hút rồi. Chắc thế. Chứ sao ít mật nhỉ? Ồ, tổ này nhìn được ít mật ghê hả? Nó hết nè, nó hút hết nè. Ok này. Một tổ nha này. Cứ cả quá đi cứ. Không anh á. Thôi, rút. Rút. Ôi, nó tan mật quá rồi, nắng này. Tan mật nó chảy nước ra này. Đấy. Hành trình 3 tổ ong nha. Đây, mình tiếp tục. Ê, coi để cái ổ tổ lại không sập rớt. Ở hết ai ong này. Bẻ mẹ cái đó đi. Cái đó cái nhọn á, cái bẻ mình phải bứt cái nhọn này. Cầm đi cho nặng, mình lấy mật thì mình đâu lấy nhọn đâu. Anh em nào mà ăn nhọn được nhọn này. Quay cẩn cho anh em xem, nhọn à. Nhọn ong à. Đây chính là nhọn ong á. Nhọn ong vứt đi. Đấy, ok đây. Bao nhiêu cố gắng á. Ôi, nghiên cứu tìm thêm tìm kiếm khi nào mà tới tối thôi. Nói chung giờ anh em đi vòng vòng lại giờ 4 giờ rồi anh em ạ. 4 5 giờ chiều rồi. Chiều không? Giờ đi một tiếng rồi coi về. Thấy rồi. Ba tủ được rồi.
đồ tổ mối cây nhìn như trang tổ ong vậy á. Đây ạ. Tưởng tổ ong nhá. Cái tổ mối như cái tổ ong. Má làm tưởng tổ ong má mừng. Cái tổ này mà tổ ong thì thôi thôi. To rồi. To như con voi. Kép. Con voi nằm trên đọt tiêu. Trái ngang vờ tan. Ai đưa con đò sang. Ui, anh em ơi, có con gì đây này anh em ơi? Con gì? Ôi, con gì đây? Rắn à? Rắn à? Đâu? Đâu? Ghê quá bây giờ. Đâu, đâu, đâu? Đấy, 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 không thấy màu à? Con gì đây đây anh em à? Ý chưa? Con rắn chứ con gì? Ghê chứ mẹ. Ôi, sao mà nó co khúc gì đấy? Hả? Rắn, 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 nè, nè. Ô, con rắn. Ô, con rắn. Lấy cây. Con rắn ba con ơi. Lấy cây Dũng, bỏ cái này xuống. Má, để sao ăn hết mặt, là rắn ăn hết mặt đó. Coi chạy đừng có lấy cây đè cổ lại nha. Đủ rắn gì màu kim tiến ra. Dũng đè lại Dũng. Đấy. Trong quá trình đi săn mật thì mình săn được con rắn. Ok đấy. Đưa que đây. Đè cái đầu nó chụp lại. Đừng chụp cái đầu lại. Bác đừng có điên. Hả? Biết gì về cả đời có chụp rắn đúng không? Giờ thì làm cho biết. Thôi mày ngất ngất chết cho cắn cho phát mẹ. Như anh tắm rô giờ. Bình thường, cái đường vớt sữa. Cái gì mình không biết thì thôi. Má rắn cả đời, má nhìn rắn ghê chết mẹ. Ui má. Ôi, to ơi, con rắn giun á. Rắn này cắn chết luôn đấy. Nó có cái hang anh em ạ. Sao con nhìn nó màu ghê. Con rắn giun con... Không phải. Nó có cái hang anh em ạ. Nó chui vào rồi. Nè, có cái đuôi này, thấy chưa? Thấy rồi. Nó coi nó chui vào quân đây nha anh em. Bây giờ nó hiện lên bà cắn á. Còn nó còn làm run đó bác ạ. Ui mẹ. Ui, mày ghê mày. Mày chơi tao mày. Hết hồi rồi cuốn cuốn lên người anh Dũng. Chảnh. Chảnh dưới gần. Ô nó mòi cho chui xuống hang rồi nè bạn. Còn cái cuốc nữa có. Cuốc ở dưới kìa. Đâu. Rồi bắt câu hai cái đi về rồi. Về rồi. Thì sau này chứ bây giờ này. Mòi rồi, đi rồi. Thôi, 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 đi rồi thôi. Thôi, bỏ qua. Mình đang đi tìm tổ ong mà. Thì sau một hồi tìm kiếm thì con rắn đất, rắn gì đó mình không biết. Nhưng mà nó chui xuống dưới hang, nó mò mất tiêu đấy anh em ạ. Thôi. Nhìn ghê chết đi được á. Nhà bộ thôi, lừa thôi. Ai tổ ong đây. Con rắn nó cân tổ ong anh em ạ. À cha mẹ ơi, nó chỉ tổ ong cho mình bác ạ. Ôi thịt. Anh em tổ ong đây này. Sao tổ ong này nó khoái làm cái tiêu vậy ta? Chịu á, cao quá. Ồ, cái này phải dùng thang. Thang tiếp, tiếp tục là dùng thang. Đấy, tổ ong cao kìa. Tiếp trên gì kìa. Ui cha mẹ, có anh thấy đâu. Mình nhờ để lấy cái thang ra anh em ạ. Ok đây, giờ anh em mình sẽ bắt ổ thứ tư nha anh em. Ôi chắc đủ cuối anh em ạ, mệt quá. Ừ, chắc là giò rồi. Tìm kiếm bấy nhiêu đây là đủ rồi. Bấy nhiêu đây là đủ rồi. Giữ cái bê kia đủ. Ở đây luôn, mình quay cần cẩn bên em chân luôn. Hành trình cuối cùng của mình đây. Mình mệt lắm rồi, đi liệt giò luôn này ạ. Đi cả ngày luôn anh em ạ. Giờ mình 5, 6 giờ chiều rồi. Ủa, nó có kiểu này. Cong luôn. Có đâu, có gì. Anh em gửi hai bên lâu chưa. Nó cứ bế ngang lên. Cào lắm anh em ơi. Đây. Mình thấy tổ ong chưa? Đây. Anh có thấy không? Hơi cho nó ấy thôi, hơi cho nó từ từ để cho nó choàng váng tí nữa.
nó có khói nóng cắn không? Khói nóng cắn không? Cào quá với con tơi thôi. Với con tơi à? Em lên để hết xăng lại nhá. Điền à? Hết xăng lại thì giữ được mà. Má, với con tơi thật không? Từ từ. Mày quay vứt đâu rồi? Kìa cây kìa. Bỏ luôn hả? Ôi xuống đây hết xăng lại. Ok này. Cái ổ ong này nó khá là cao nên mình phải quay xa xa này chứ quay gần cũng được bởi vì nguy hiểm á anh em ạ. Đấy. Giữ chắc thang nhá anh em. Đấy anh em thấy không? Hai thằng giữ thang này. Kiểu ổ này cao mình phải khép thang lại. Đuôn thang nữa. Rồi, cuối cùng là bắt được nó rồi. Xuống đi anh trai. Đủ, ổ này như mật đấy, ổ này như mật á. Ổ này tròn quá anh em nhỉ. Ổ này khá là như mật đấy anh em ạ. Ổ này cũng... Cũng coi cái con rắn này, cái đi vào đây này giờ. Mình bỏ ngay chỗ cái hồi này con rắn lên rồi ạ. Cho cắn chết con rắn. Cho con rắn nó đi luôn, cắn luôn. Đấy, ong này nghe. Ổ này như mật trên này. Ong rớt từng mạng xuống như hay không? Mình không dám đứng giết nhiều, mình sợ ong chết lắm. Mấy thằng đéo biết gì về ong, đi bắt ong. Nói chung cũng là đẳng cấp cho em. Bây giờ rồi. Để làm cái thư lưu chứ đúng không? Bập cho một phát trên mặt thì ngang bắt con ong là cắn em cảnh ha. Đi bắt ong phải bị con ong cắn nên là mới sinh động. Đây nè. Anh rút cái mặt, anh rút cái mặt. Có mặt vô, có mặt vô em. Đây là anh em này, nhìn mình này, giờ đây mà ong không cắn này. Đó, thấy chưa anh em? Đâu. Thấy chưa? Thì mình đừng có xả, cắn cho khóc em. À, cắn cho nổi ghẻ đó rồi, cứ em với, chờ em đi với. Giờ đó, con ong không cắn mày, con anh nhảy cắn cho thấy. Rồi được rồi, ok, mệt lụi luôn đây nè. Giờ ngoại người rồi. Hay đây. Nói chung rồi, thâu mặt rồi. Video thôi anh em ạ. Đó. Đó là biên chế dùng được. Rồi. Ok. Thế nha. Nói chung là video kết thúc tại đây. Đây nghe. Đấy. Đây là cái kết quả mà gần như một ngày mình đi tìm ong. Được 1, 2, 3, 4 tổ đấy anh em ạ. Nói chung thì ngày cũng... Ổ này nó hơi bể nhiều. Nói chung mật chừng này thì chắc cũng mình nghĩ chắc tầm cỡ nửa lít thôi. Chưa được nửa lít nữa. Không biết được nửa lít không? Ngày kiếm cỡ triệu bạc thôi nè. Lít này thì có tầm 300-400 ngàn một lít đó. Đấy. Thì cả chiều, cả ngày giờ mình đi tìm ong á. Thì cũng khá là mệt rồi. Thì mình kết thúc video ở đây. Anh em thấy hay thì cho mình một like, một share, một sub, nhấn chuông đăng ký để cập nhật những video và ủng hộ mình. Ok nè, bye bye, hẹn gặp lại anh em clip sau. Này là ông gì ơi, ông gì ơi, ông gì ơi. Bây giờ mọi người rất bật.